thang hơi thấp đúng không? 270 mét, hoang sơ, cuối đồng. Nha. Coi chừng nè, cái này nè. Có nghĩa là nguyên thủy là nó xin như thế này nè. Còn cái hang kia là họ có tác động rồi đúng không? Nhủ nè Huy. Nhủ giống như ở ngoài Quảng Bình đó. Rớt xuống. Nhưng mà cái này chưa nhiều triệu năm nữa kia. Bắt nha. Bắt đó. Còn nè, cúi xuống 270 mét luôn mà. Coi dần cái đầu. Đầu cuối. Vị trí đi làm trước và đi cho ra làm quán. Hạ đầu xuống. Hạ đầu. Trẻ con có trẻ con này. Nó nghịch cái này. Xù tiền đi có gì đâu. Tụi nó cũng biến. Hấp xuống nè. Với lại tụi nó lùng hơn mình. Hấp xuống nè. Tìm đi sợ. Không. Cả nhà đi một thường gì. Cả nhà đi xuồng. Với lại tụi nó lùng hơn mình mà. Tụi nó ngồi mới tới đây mình cúi bằng tụi nó ngồi bình thường. Nó còn đứng lên nó giơ tay để nó chơi chừng cái đầu. Coi chừng cái đầu trước. Nó còn giơ tay để nó sờ nữa. Cái này nó có kim tuyến không thôi. Ừ. Ra ngoài rồi. Cái này là cõi tình cuối rồi. Xem em bị ăn dốt chỉ sợ hả? Trời thật. Cái hàng nước thua mà em đeo kính đen. Hàng như thấy tối. Giờ ra tới hang động rồi bắt đầu quay chụp nhớ. Trời ơi. Còn ra xe. Cái nội sao trời cái thang cái hang sao tối dữ vậy đem đen. Lẩm cẩm ớn. Lẩm cẩm tối. Hàng chi trồng bò. Quá. Lẩm quá. Cái cây nè, trơ xương này chụp nè. Dạ. Nữ lọc không hả? Nữ lọc không hả?